bí mẹ làm gì đây? Muốn dậy sáng. Mẹ xem nào. Cái bím hả? Eo. Hồi quá. Ui, Puka ơi. Nằm sao? Puka muốn thay bím hả? Rồi con ra tủ lấy thêm bộ quần áo đi. Puka ra tủ lấy cho mẹ bộ quần áo nữa nhá. Xong rồi lại mẹ đi thay, đưa đi thay bím. Rồi đi đi. Cần thích quần áo khủng long hả? Nào đi, mẹ đưa Puka đi thay bím nào, đi tắm nhá, đi tắm mát nhá, cho sạch nhá. Rồi, Puka muốn dậy muốn thay bím mới và quần áo mới hả? Để mẹ đi cắm nước ấm lên nhá. Rồi, để mẹ cắm nước nóng nhá, cắm nước ấm nhá. Mẹ xả nước trước nhá. Puka lấy nước sôi rồi này. Nào, mẹ cho Puka đi tắm nhá. Xong rồi con sang chậu to con bơi cho thích nhá. Muốn bơi luôn hả? Rồi đợi một xíu. Đợi một xíu rồi mình đi bơi nhỉ.
nào. Rồi, đi bơi nào. Rồi, Puka bơi đi. Bơi như một nàng tiên cá. Cái đuôi của Puka. Thích không? Bơi trong nước ấm nha, thích nha. Bắt cái đuôi này, để bắt cái đuôi này. Sao? Nào bắt nước mình, cho nó bắt nước mình. Trời mưa. Trời mưa này, trời mưa này. Trời mưa. Bắt cái đuôi nha, mẹ bắt cái đuôi của Puka nha. Ừ. Bắt đuôi này, bắt đuôi. Nào. Lùa tay đi. Không. Rồi. Thôi nha. Được không? Nhảy đi, ra nhảy xuống. Nhảy. Nhảy lên, nhảy lên. Rồi. Trèo lên rồi nhảy xuống. Nào, Puka nhảy lên. Puka. Puka ơi. Nào, nhảy lên. Em muốn nhảy nữa hả? Nhảy đi. Nhảy xuống. Có bơi nữa không? Bơi nữa hả? Bơi tiếp. Nào, thôi đi nào. Nào, bây giờ chúng ta nhảy vào khăn này. Chú, bắt được rồi. Nào, đi. Đi vào mẹ sấy tóc cho mẹ. Không, Puka nằm đây mẹ sấy nào. Mẹ sấy tóc cho Puka nha. Rồi, làm sắp lại. Rồi. Rồi. Nào, lấy mặc quần áo. Quần áo mới khủng long nha. Thích mặc bộ khủng long nè. Sao mình lấy khủng long?
Mẹ quên chưa rửa cái cô gái của con. Đẹp trai. Áo khủng long. Chi.